ghĩa hả mày? Ôi ôi ôi. Ôi. Mình chào cả nhà nha. Bữa nay mình ra cái đám bằng này mình sẽ chinh phục cái bầy cá phi cả nhà. Cá phi ở đây nhiều lắm. Ngoài sông lớn mà chỗ này tao tự nhiên chỗ này nó có, mình mới phát hiện ở đây có một bầy cá phi. Hôm qua thì mình không có đem mồi theo. Bữa nay mình có đem theo tép. Thì có tép thì mình sẽ chiến với nó. Mồi thức ăn thì câu cá phi nó ăn nó không dính. Ngày qua cũng có dính mà dính ít lắm cả nhà. Bữa nay mình gắng mình chinh phục cây. Rồi để mình làm mồi chút nha. Rồi, mình tiến hành làm mồi nha. Đổ nước vô, đổ nước lạnh vô thôi nha. Nước sông rồi chứ không có gì hết cả nhà. Mồi đơn giản, mồi tấm gà. Với mình cũng có thêm mít tơ nhện. Tơ nhện là chủ yếu để cho nó dai thôi, cho mồi nó dính thôi, chứ còn tơ nhện nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ để cho nó mồi nó dai thôi. Mồi cám gà con ở tiệm thức ăn gia súc nó có bán, chứ mình không có mua mồi chiên về câu cá. Mồi này câu nhảy lắm cả nhà, cá chê nó cũng ăn, cá dảnh cũng ăn, cá mè dinh cũng ăn, cá phi nó cũng ăn luôn, cá chim nữa. Cá chim là nhảy nhất. À, vậy là mình câu được rồi đó. Cần câu chút huyền thoại. Lưỡi câu thì mình câu lưỡi số 10 để mình thử độ sâu của cái sông đây. Rồi. Chắc câu thì mình chỉnh độ sâu nha, độ sâu của cái sông thì cho nó, cho cái phao nó vừa đụng, phao nó vừa đụng đất á cả nhà. À, vậy là câu được rồi đó. Qua có mấy con cá phi bự lắm mà mồi, cái mồi cám gà này con cá phi nó ăn nó dĩa không à. Để mình câu chút nào mình phát hiện nó lại rồi mình mới phát hiện khi nào có cá phi nó lại, bắt đầu mình sẽ cho mồi tép xuống. Mình như là chưa tới đất nữa, xả mồi nó ra đi, nước nó hơi sâu ta. Chút nào có cá mình ghi hình tiếp nha. Rồi cả nhà, nãy lúc nãy mình ngồi bên kia mà nước chảy xuống nó trôi pha hoài khó câu quá cả nhà, nên mình mới dời được phía trên có mấy cá phi nó lại có dính không đây. Mép dưới nó cái trôi xuống hoài khó câu quá. Có cá phi nè, thấy nó lại lên tim dữ lắm rồi đó. Nó ăn đó, lụm nè, lụm nè rồi lụm. Ô, cá phi trọng, cá phi cả nhà,
Ở đây có ổ cá phi đây nè. Rồi. Cho nó vô gọng rồi con tiếp nha. Con Lý à. Nước chảy xuống á, mình câu mé dưới nó cho cái phao xuống hoài. Giờ mình giờ lên phía trên. Đó, tiếp tục thôi. Đó giờ mình câu ngoài sông ít có khi nào có cá phi lắm, mà lúc này chỗ này lại có cá phi chứ. Ăn nữa đó. Lụm nữa nè. Phi nữa rồi. Phi nữa. Ôi con này bự. Con này bự nè, lụm lụm cả nhà ơi. Đây, cho nó vô gọng rồi câu tép. Ây da. Cắt phi cái kỳ nó bén lắm. Lắm là nó tức tay liền. Wow. Rồi. Tiếp tục. Mình đâu có ngờ là chỗ này có cá phi. Mình ra đây là câu cá mè dinh thôi. Đó, để xuống ăn nữa đó. Đó. Lụm nữa nè. Trời ơi. Xảy à, xảy à. Chỉnh cái phao cái. Nước dòng phải chỉnh phao liên tục. Để xuống là lụm liền luôn á. Lụm nữa nè. Cá phi chỗ này nhiều thiệt. Như trong hầm luôn cả nhà. Ở ngoài sông sông mà nó như cái trong hầm vậy. Để xuống là nó lụm liền luôn á. Lụm nữa nè. Nó ăn luôn rồi đó. Đó. Ôi. Chắc hết mồi rồi. Nhầm con nó ăn dính liền á. Ăn 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 ăn. Lụm nè. Lụm nè. Phi không à. Này như là trúng cái ổ cá phi rồi. Vô. Rồi tiếp tục. Lụm nữa đó. Thì dĩa nữa đó. Nó nó. Lụm nữa nè. Chúng ngổ có phi rồi cả nhà ơi. Phi không. Vô luôn rồi.
vô gọng cà phê luôn rồi. Sóng nhồi nhồi kìa. Nè lụm nữa nè. Ồ ồ ồ cá lên tím kìa. Cà phê lại lên tím kìa. Ồ. Cá dở lên tính thay mồi. Nó dính luôn. Cá dảnh. Rồi ra cho nó. Vô rộng luôn. Cá nó ngậm con mồi. Mình tính là mình dở lên thay mồi đó. Nó hết mồi á, giờ đâu nó dính luôn. Nữa đó. Rồi mày. Lụm nữa nè. Chúng nghèo cái phi. Cà phê này mà con nửa ký giật đá luôn. Tiếc là nó hơi nhỏ nhỏ. Kệ nó. Có là vui rồi. Tiếp tục. Lâu đây. Lâu gì hả mày? Chạy hả mày? Mua tép đây chứ nó lụm liền cái nè. Wow. Chôn con tép nữa coi. Lụm con nữa coi. Đây điều chỉnh cái phao gai nó hơi dư rồi nè, tép xuống nữa nè. Ngồi tép là hết khoảng rồi. Mồi tép nó không có ăn bằng mồi thức ăn, mà mồi tép nó ăn là dính nè. Thế rồi. Chạy đâu hết rồi. Dịp không đúng chỗ không chịu ăn hay sao? Nó lụm đó. Lụm nè, thấy không? Tép để xuống là hết. Tép để xuống là lụm liền. Một tép nè. Nuốt.
dính tới giả lên gắn mồi nó dính luôn rồi, không thành vật luôn. Vô nãy giờ dính thì cái này mấy lần rồi đó, hai lần rồi đó. Lụm luôn coi. Ghê quá ghê vậy. Lụm nữa nè. Được con cá rảnh nè, em mà Vinh nè. Nãy giờ cá phi nó chiếm ổ quá trời. Nãy giờ nó ghẻ quá, cho nó con tép coi. Lâu lâu cho nó con tép coi. Mọi thức ăn nó rỉa quá. Con cá lại lên tim kìa. Rỉa hoài hả mày? Rỉa. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Cà phê. Mày Vinh không có ai lụm đã cà phê. Bộn rồi đó. Nhiều lắm rồi đó. Con cá phi à. Nó ghế ra, ghế bực bực. Ghế mà nó không chịu nuốt ta. Nó sắn bên một mồi luôn rồi. Nó cạn qua cá đi hết cái gì cả nha. Nó cạn rồi, nước nó làm như nó giật nhanh quá. Còn ghế, còn ghế, còn ghế kìa. Rỉa hả mày? Ôi ôi ôi.
Ấy mà Vinh, mà Vinh chợ bự chạy mà Vinh ăn một một tép luôn ta. Cái nhà mà Vinh mà Vinh mà Vinh con tép cá bự nè, mà ăn tép. Mình tưởng nó có phi chứ. Đổ vào một thức ăn lại không? Chín nữa cái dẫn. Wow, cà phê nó đi rồi, các kia lại nè. Ơi cũng sắp chiều rồi cả nhà ơi, còn chút nữa coi cà phê nó chiếm chỗ nãy giờ, mày Vinh nó không dám lại. Cà phê nó đi rồi mày Vinh nó lại. Thôi về cả nhà, hết cá, đứt gồng cá nó đi đâu á. Rồi thành quả đây. Quả trúng một ổ cà phê luôn cả nhà. Rồi vô cả nhà, ngày mai câu tiếp. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây luôn cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye.